Xin chào cả nhà. Hôm nay bên Sula Nghiên giới thiệu tới mọi người những cái mẫu pin năng lượng mặt trời hiện tại đang có tại kho bên em này. Mẫu nhỏ nhất bên em có là tấm Sula Fancy công nghệ 9+3 nhé. Sula Fancy 100W. Và tấm to hơn một chút là tấm 165W của hãng J-Star này. Solar Fancy thì 9+3 là có sẽ cho có 9 đường mạch này. Đấy, đây là CG của Solar Fancy này. Đây tấm Solar Fancy. Cái tấm này bé nhưng mà rất là đắt tiền. Giá bán lẻ là 1.350.000. Còn tấm J-Star này, tấm này là tấm 165W nhá, giá bán lẻ là 1.500.000. Solar Fancy này không phải là cái tấm pin nó đắt đâu mà là do nhà phân phối người ta bán đắt nên bên em nhập về đây cộng cả chi phí vận chuyển thành ra là nó cũng lên giá rất là nhiều. Hoặc đây mọi người có thể tấm này là tấm 200W vuông này. Tấm 200W vuông, tấm này thì cũng cực rẻ, có 1.500.000 một tấm thôi. Tấm này là 200 nhưng mà bằng tiền tấm 165. Tấm 165 thì là hình chữ nhật. Đấy. Tấm này 165, ngoài ra có tấm 175 nhá, 175 nó nằm trong góc rồi kìa. Tầm đấy là 1.600.000. Nó tùy vào hãng và tùy vào đời nhá. Nói chung là vào phụ thuộc vào lô nhập, bên em nhập đắt thì sẽ bán đắt, nhập rẻ bán rẻ. Đấy. Tấm này là tấm 60W của điện năng lượng mặt trời này. Tấm này thì lại có giá là 800.000 nhá, còn tấm 50W là 700.000. Tấm này là của cái đèn Z200 đấy. Bên em cũng có bán cho mọi người luôn, đây. Tấm này có giá là 800.000, chỉ chạy cho đèn năng lượng mặt trời. Công suất nạp của nó là 12A nhé, 6V 12A. Còn tấm to mọi người nhìn thấy ở đây nó thấp hơn tấm bên cạnh một chút là tấm 440W của Daewoo. Tấm này thì có công nghệ là 6+3 và giá của nó là chỉ có 3 triệu thôi. Đó là tấm mới nhé, chưa qua sử dụng. Bên này thì có tấm của LG này, LG em còn có mấy tấm thôi. Tấm này là của một dự án rồi nên là không bán được, cũng giới thiệu cho các bạn thôi. Cho các bác thôi, vì cái dự án này em sử dụng tới 6 tấm còn thừa duy nhất một tấm. Tấm này là của hãng LG, công nghệ là 9+3, 9 đường mạch. Đây nó là tấm LG này. LG là của Hàn Quốc nhá, nhưng mà sản xuất tại nhà máy LG Trung Quốc. Đấy. Hàng LG. Thằng LG là bảo hành lâu nhất tại thị trường bây giờ, đó là bảo hành tới 15 năm. Bảo hành vật lý của nó là bảo hành 15 năm, tức là trong vòng 15 năm mà nó không phát ra điện là sẽ đổi tấm mới. Cái này thì bên LG Việt Nam sẽ bảo hành. Còn tấm Caladian đây. Caladian tấm này của nhà em là tấm 540 mọi người nhá. 540 này, đó. Rất là cao. Tấm này có kích thước là 2m26 x 1m13. Tấm này thì được rất nhiều các bác ưa chuộng nhưng mà chỉ những bác nào thực sự hiểu và nghiên cứu thôi thì mới lấy thôi, bởi vì giá của nó sẽ là đắt nhất trong các loại tấm pin ở đây. Tấm này của em thì có giá là 4.212.000 một tấm. Tấm này nó đắt là bởi vì nó là của hàng Đạt Sula. Hàng yên tâm về chất lượng, hàng pin loại A chuẩn 100% và yên tâm về chất lượng bảo hành. Đây ví dụ như là riêng các loại tấm pin năng lượng mặt trời thì có tấm của hàng Đạt thì sẽ được bảo sẽ nó sẽ quét được mã vạch như này nhé. Để quét mã vạch thì mọi người sẽ tải cái phần mềm ấy. Đâu để em xem nào. Mọi người sẽ tải cái phần mềm đây. Mọi người sẽ tải phần mềm Đạt đây, phần mềm Đạt này. Đấy, tải cái phần mềm này mở ra xong nó sẽ có một mục là kiểm tra hạn bảo hành như này. Đấy, các bác bấm vào mục kiểm tra hạn bảo hành. Đấy, cái này thì bấm vào chữ scan barcode này. Đấy. Sau quét cái mã vạch nhá. Đây ví dụ em quét cái tấm pin này này, cái lô này em mới nhập hôm nọ này. Cái này nhập từ bên công ty Đạt ra. Tấm này là Caladian. Có CG là 080163 nhé. Đây em quét này. Đây các bác thấy cho vào cái quét này. Đấy, em sử dụng cái iPad nó hơi tối nên là nó bắt hơi kém đấy. Phải dí gần tí. Không thể nhận được. Chắc là do nó tối quá để em bật cái đèn flash lên tí. iPad này khó quét đấy nhỉ, camera nó kém sao.
Rồi sau khi nó quét được thì nó sẽ ra cái thông tin như này. Tấm pin có CG là 80163 này, model là CS6540MS này. Tấm pin năng lượng mặt trời Caladian Solar 540W pin này. Ngày mua là em mua thứ bảy tuần trước là ngày 8 tháng 10 năm 2022. Và hạn bảo hành của nó là đến ngày 22 tháng 11 năm 2034. Đấy, là riêng có mỗi tấm pin năng lượng mặt trời của hàng Caladian của hàng Đạt thì nó sẽ có hạn bảo hành như này. Thế còn những cái tấm pin khác thì nói thật với các bác là cũng mua xong là thôi thôi. Bởi vì thì, ví dụ như là để mua các cái tấm Cala của các đơn vị khác thì nó sẽ không có trung tâm bảo hành chính hãng. Hoặc là mua những cái tấm đây, ví dụ như các bác mua tấm này có 3 triệu thôi nhưng mà để bảo hành được thì lại phải liên lạc với nhà máy cơ. Chứ bên em bán xong thì hết lô thì cũng thôi. Thế còn những cái tấm pin của Đạt này thì cái hàng xe Đạt chính hãng này thì nó sẽ bên công ty Đạt sẽ có trung tâm chăm sóc khách hàng. Mọi người gọi điện lên để kiểm tra và được hướng dẫn bảo hành. Thế còn những tấm pin như tấm đề hui này thì lại phải tìm lên trên mạng tìm công ty. Như trước đây em sử dụng tấm GVK bây giờ họ của bên Trung Quốc họ sang Việt Nam sản xuất, bây giờ họ chạy về nước mất rồi. Thế nên là nói thật nó không còn bảo hành nữa. Nhưng mà lô em lấy được là lô hàng A, hàng xịn nên là chạy mấy năm rồi không vấn đề gì. Đây hoặc tấm này là tấm tháo mái này. Tấm tháo mái này cũng nói thật với các bác là bảo hành này em cũng chưa biết là ông nào bảo hành. Đấy, chỉ biết là có hàng nó rẻ thì bán cho các bác thích rẻ thôi. Đây là tấm Caladian này. Đấy. Cala 540. Đây lô này cũng mới lấy đây. Đấy, lấy hôm nọ em lấy hôm mùng 8 là hôm thứ bảy. Thứ bảy thì là hôm thứ bảy không bốc được hàng thì đến tận thứ hai mới bốc xe về được. Bán có hơn 30 tấm thôi, không lấy một ba lét mà, lấy một ba lét thì là 32 tấm mới giao. Đấy, thì là hiện tại đây còn có mười mấy tấm rồi, cũng không có nhiều. Bác nào đặt thì gọi là có thôi mà. Nhưng mà cái này hàng này nó lặng tiền bên em cũng không dám mang về nhiều. Chỉ có rẻ rẻ phổ thông. Tấm LG này thì LG này bên nhà em bán 3,6 triệu nhé. Nhưng mà đây còn có 7 tấm thôi, nó chạy cho dự án mất rồi. Có một dự án đặt tiền rồi nhưng mà vẫn chưa làm. Thế nên là bên em không còn LG để bán, LG hết mất rồi. Hiện tại là trong Sài Gòn đang có một lô Hanwha Quicksell và lô Caladian 440, hàng để từ 2021 do dự án họ không bán được nhưng mà nguyên pallet. Giá nó cũng rất tốt nhưng mà bên em vẫn chưa nhập về đến đây được. Rồi hôm nay là em giới thiệu tới mọi người về một số cái mẫu tấm pin nhà em đang có. Các bác nhìn thấy tấm nào nó phù hợp với nhu cầu của mình thì có thể nhấc máy và alo. Số điện thoại bên em là 0987006938. Ở bên em chủ yếu là bán hàng cung cấp nhé, cung cấp hàng hóa cho mọi người. Về đi lắp đặt thì bên em thì có thể bên em sẽ đi lắp hoặc là có một đội ngũ bên em thuê lắp đặt riêng cho mọi người nếu như bác nào cần lắp đặt. Còn không thì thực ra lắp các tấm pin thì nó rất dễ thôi. Đấy. Đấy, còn một số bên em vẫn đi làm công trình hoặc là chuyển công trình cho các đơn vị khác để cho các đơn vị khác thi công. Đấy, thì bên em chủ yếu là cung cấp ra các cái sản phẩm này. Những sản phẩm chính hãng và được bảo hành chính hãng. Đây, ví dụ như tấm pin năng lượng mặt trời của Đạt Solar. Còn tấm đề hui này bảo hành nó cũng chưa rõ nhưng mà nó sẽ là bảo hành tại nhà máy đề hui sản xuất tại Bắc Linh. Còn công ty Đạt thì họ là được ủy quyền bởi Caladian rồi thì mua những cái tấm Caladian từ Đạt Solar. Nó có thể đắt hơn những cái tấm ở ngoài thị trường 100-200 nghìn. Thế nhưng mà yên tâm về chất lượng hàng là 100% là hàng loại A, là hàng nhập khẩu xịn và có hạn bảo hành, có trung tâm hỗ trợ tư vấn khách hàng chuẩn mực. Nó là những cái tấm pin đấy là tấm pin không nói là tốt nhất thị trường nhưng mà về dịch vụ và chất lượng là cam kết với mọi người là chuẩn xịn. Thị trường thì xuất hiện rất nhiều loại pin rẻ nhưng mà mọi người chú ý là rẻ nó sẽ có giá của nó nhé. Khi các bác chạy những cái tấm cao cấp mà chuyển sang chạy những tấm thấp thì mọi người mới so sánh được, còn mua cái gì thì sẽ có cái xài của cái đấy. Giờ em chia sẻ mọi người một chút và báo giá mọi người một chút về cái tấm pin nhà em đang có này. Tấm tháo mái này bên em đang bán là 2,6 triệu nhé. Đấy, bác nào mua nhiều thì bên em có thể hỗ trợ các bác một nửa tiền cước quanh các cái tỉnh ở đây. Cước đi các tỉnh có thể hết 1 triệu, dưới 1 triệu hoặc hơn 1 triệu. Cước xe tải, gửi xe tải, tấm tháo mái. Tấm tháo mái đây thì chỗ này còn cũng không nhiều đâu. Có một bác đặt rồi nhưng mà vẫn chưa thấy đến lấy hàng.
chắc là nhà làm chưa xong, chưa thể đến đấy. Còn những cái tấm mới như tấm Caladian này, à biến tần đấy, hiện tại đây biến tần này, biến tần Dyer 12 kW đây, biến tần Dyer 8 kW này, pin Gigabox này, đây Gigabox em còn một pallet ở cái góc này, chỗ này còn 7 quả đây, cũng không có nhiều. Pin SVE vẫn có mọi người nhá, SVE hoặc là pin ZRGB có hàng. Chỗ này là tủ điện này, Lux Power bản CT có 3 cái này, Dyer 5 kW, Dyer 6 kW, Saco này, máy bơm nước này, Lux Power còn một ít đây. Nhà nó bừa bộn quá, đợt này cứ mải đi làm ấy không dọn được. Chỗ này là 5 kg này, Thinh Power còn ở trong kia nữa. Bên này biến tần Circatech. Dạo này các bác ấy chán mua Circatech rồi hay sao ấy, còn một ít ở đây mà không thấy bác nào hỏi mấy. Chỗ này còn 2, 4, 6, còn khoảng 10 con Circatech nhá. Circatech dạo này bán rất chậm, đèn năng lượng mặt trời nhé em à, cũng hết rồi, còn có mỗi thùng. Còn có 5 chiếc đèn năng lượng mặt trời, đèn Z200, đèn Z200 và đèn đèn này, đèn 300W này, đèn 300W này có chắc cũng còn 5-6 cái. Các bác có nhu cầu đặt hàng đèn thì cứ alo thôi. Đây Thinh Power đây, Thinh Power còn xem chỗ này còn bao nhiêu cái, toàn 6 kg thôi, 6 kg mới 3 kg, 2, 4, 6, 7 con, 7 con mọi người nhé. Thinh Power còn có 7 máy thôi, không còn nhiều. Rồi điểm danh một số mặt hàng của nhà em hôm nay còn hàng, các bác có nhu cầu thì cứ nhấc máy alo. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi, em xin phép là kết thúc video tại đây. Chúc mọi người là mua được những cái sản phẩm ưng ý và phù hợp với kinh tế của mọi người. Tấm pin năng lượng mặt trời thì cứ yên tâm là từ ngày em làm thợ em bán hàng nghìn nghìn tấm pin rồi, chưa một tấm pin nào bị lỗi không ra điện mọi người nhé. Tấm pin nó chỉ có vỡ thì chịu thôi, chứ còn bình thường mới như này thì nó không có tấm nào là tấm không ra điện cả. Kể cả cái tấm tháo mái này cũng chưa gặp tấm lỗi đâu. Đấy. Tháo mái thì nó hơi bẩn một chút thôi, còn tấm mới thì cứ yên tâm là thoải mái, là không phải suy nghĩ, là tấm mới thì không bao giờ nó lỗi. Đặc biệt là những tấm Caladian hàng xịn này. Tấm của đèn năng lượng mặt trời thì hôm nọ có một tấm nó không ra điện, em cũng đã thấy rồi. Là cái đèn năng lượng mặt trời, cái tấm 50W ấy, có một tấm nó không ra điện, là do cái mối hàn ở bên trong mạch nó bị bong. Thì bên nhà phân phối đèn họ đổi cho cái tấm mới. Còn tấm Z-Star này cũng bán rất nhiều nhưng mà không có này. Tấm 200W vuông này thì cũng bình thường nhá. Tấm 200W vuông này nó rẻ lắm, có 1,5 triệu. Cái gì mua rẻ thì bán rẻ. Còn có cái thằng SolarFancy này thì đắt này. SolarFancy thì bán cực đắt luôn ấy, tận 1,3 triệu một tấm. Và tấm 100W ấy, tấm đấy chỉ dành cho mấy cái bác thích bọc vạch học hành nhằng nhằng thôi, chứ mua về chả giải quyết được gì đâu. Cái tiền đấy mua hẳn tấm 200W kìa, 200W có 1,5 triệu. Hoặc tấm 165W chạy cho nó thoải mái. Tấm càng to thì càng rẻ. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm, em xin phép là kết thúc video tại đây.